xe còn rất là sạch sẽ, sơn thì không có chạy bất cứ một chỗ nào hết, liền lạc sạch sẽ, chìa khóa thông minh. Và với một chiếc xe 150 tiền đẹp này thì mình mong muốn bán với giá là 84 triệu, 84 triệu cho một chiếc xe Honda đó, 150 đời 2019, đó, cực kỳ đẹp luôn. Và kế nữa là một cái chiếc xe đời 2009 Ý Nhật nguyên chiếc 150, xe zin, xe zin từ A đến Z luôn, đầu nồi chưa rớt, nắp chao chưa chạm luôn. Và cái xe này là cái xe sưu tầm đó, nếu mà các bạn, các anh chị mà ai mà cô chú lớn tuổi mà đi những cái dòng xe này thì có một chút gì đó rất là hoài niệm. Có thể là mình có tiền mình mua những cái xe đời sau á, nhưng mà đi cái xe này dù gì cái chất của nó cũng có một cái chút gì đó năm xưa. Mà năm xưa mà ai mà sở hữu được những cái chiếc xe đấy đó, Ý Nhật đời cuối năm mà qua này là người đó nhà rất là khá, nếu không có nói là giàu, mà giàu và sang mới đi được cái xe này. Còn bây giờ thì nó là bình dân và nó thông dụng rồi, nhưng mà đi nó thì rất là đẹp, đẹp lắm. Em này mang biển số 54X86177, xe còn rất là liền lạc sạch sẽ, đến cái bô này các bạn thấy nha, cái bô này chưa xử lý luôn, có nghĩa là chưa có sơn cuốn dặm giá gì hết, ốc tán cũng còn sạch đẹp lắm, cũng còn sáng trắng nè đó, máy không các bạn, các anh chị thấy không, liền lạc sạch sẽ. Và với chiếc xe Honda đó, Ý Nhật nguyên chiếc 150 đời cuối 2009 này, máy móc sạch sẽ đẹp trai. Thì với một cái chiếc xe rất là đẹp này, máy móc thì thầm mùa xuân luôn.